Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Chư Tôn Thiện Đức Nhị Bồ Đề Tăng, ơn cha lành cao như núi Thái, đức mẹ hiền sâu ở biển khơi, dầu cho nói vàng ngàn lời cùng không thể hết ơn người sanh ta. Thật thầy ngưỡng bệnh quý ngài cách đây ba tuần trăng tròn rồi lại biết hàng tăng nhân hiếu kiến chúng con ngậm ngùi tiễn biệt người mẹ hiền hạ kính. Cha già ở lại trần gian bên con trẻ phật mà khất ra đi cùng quá mong manh. Cách đây 49 ngày trôi qua, buổi tối hôm ấy trời mây giăng tĩnh mịch, không gian buồn ảm đạm đất thê lương. Thôi mày ơi sao đau đớn đoạn đường, ngày dịch biệt ngàn thu người hiền hồ. Ngưỡng bạch trên Chư Tôn Thiện Đức Tăng Ni chứng minh, được sự chỉ dạy của Chư Tôn Thiện Đức Tăng Ni, hôm nay đại nhân hiếu kiến chúng con sống sanh tịnh tài thẩm vật, hiến cúng mười phương chư Phật, trượng hình tịnh đức tăng khai đàn trận tế kỳ siêu bạc đồ. Và được sự chỉ dạy của quý ngài chúng con biết được, muốn tu giải thoát phải dùng thiền mát nhà, muốn tạo phước điền cách phạm đại tăng. Hôm nay ngày 8 tháng 6 năm Ất Mùi là ngày tuần của chúng thất của thân phụ chúng con, người mà lo cho chúng con từng từng tiếng giấc ngủ, mà hôm nay lại quá ra người thiên cổ dịch biệt dương trần trở về biển đất lành.
tựu trước bằng Phật để làm lễ hương tác Nam Mô A Di Đà Phật. Phù độ gì
ư kim gì ta chú phòng thị bé hay phòng thị bé ba phòng thị bé tư ở kiều tan chú thật tâm lễ kỳ siêu bà tiếng chân linh văn thanh thọ ta quy giới pháp danh đăng minh vương sanh kỳ tỳ niên mất ngày 19 tháng tư năm ức mùi hưởng thọ 87 tuổi cập hương linh nguyện phạm văn hành hưởng thọ 61 tuổi từ trời ngày mùng 9 tháng 7 năm 1969 hướng lên nguyện thị quyên hưởng thọ 19 tuổi từ trời ngày mùng 1 tháng 2 năm mùi và phan thị miều hưởng thọ 93 tuổi từ trời ngày 23 tháng 2 năm 2002 phẩm văn nhàn hướng dương 20 tuổi từ đợt ngày 20 tháng 6 năm 1951 hướng lên phạm văn ân hướng thọ 71 tuổi tự trần ngày 18 tháng 2 năm 2006 văn thường hướng dương 41 tuổi từ trần ngày mùng 4 tháng 11 năm 1992 hướng lên quỳnh phát đạt hướng thọ 68 tuổi từ trời ngày 30 tháng 5 năm 2006 hướng thọ 68 tuổi hướng lên quỳnh văn hay từ ba b hướng thọ 71 tuổi từ trời ngày 22 tháng 8 năm 1992 hướng lên trần thị thần hướng thọ 73 tuổi từ trời ngày 15 tháng 3 năm 1992 Phan Khánh Trung hưởng thọ hưởng dương 39 tuổi trời ngày 15 tháng 9 năm Giáp Ngọ hướng lên Phạm Thị Lê
duyên hướng dương 40 mây tối từ trời ngày 14 tháng 10 năm 1997. Ô cặp kỳ siêu cố quyền thất tốn cao tàn cổ tiên cao tàn tổ khảo thúc á để quên cô vì tỷ mũi thân liệt thất đắng đắng chư tiên lên đồng vị trí án tiền hình pháp quang kinh tốc xạ mê đồ siêu sanh tình độ ơi khó cọc kỳ án tăng châu đại tiêu đăng đạt đăng thân tông thường an lạc tội diệt phước sanh bồ đề tông tăng trương phước đời mãn nguyện chương quang thiên hết nạn tai ương tất cả đều tiêu diệt cẩn ý kim ngân hương đăng thanh trước quang phóng chi lễ công chiều cao du bên ngoài đánh chi thông tương lộc thiên hoàng đại vương hữu dự thánh hoàng thánh hoàng đại vương cũng võ vương thiệu võ vương diêm võ vương an quang hiếu tức vương tam vị vương tứ huệ hậu ta ban liệt vị tôn thần cũng ban liệt vị tôn thần đồng nam ta hai lương lại vị đại tướng quân cặp bộ sứ đăng chữ dương thần hà bá thị quan thiên sư tổ công cáo quân trù trạch đánh chư long vương đồng đại phố viết thông truyền tam giới phố cộng thập phương ủng hộ đàn tràng trừ quý bị cung nghinh chư phật gian có trai viên thấu đàn thánh hiền chứng minh trai sự kỳ siêu di siêu giới hữu trai chú nhi thượng thời tống chư tài chi tiêu diệt nghinh ba phục chi bì trăng ngưỡng lại tôn thần chị gia huệ giả phục di cận cáo cổ cổ hơn nghe bá hơn nghe bá thân tình thân
quy dùng hiến lời tiếng trang nhìn thân cũng mai bỏ thương bỏ bình điểm mà ta thôi à chúc phần chúc thôi tước lễ à thành Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên đại đức Pháp Sư, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng. Hôm nay ngày 8 tháng 6 năm Mất Mùi là ngày tuần chung thất của thân phụ chúng con là cụ ông Phạm Văn Thanh Pháp Danh Đăng Minh. Được sự hướng dẫn của chư tôn đức tăng ni, hôm nay chúng con đề đầu bái thỉnh chư tôn đức Quan Lâm Gia Sứ tán pháp hai đàn cẩn tế kỳ siêu bạc cổ chư hương linh phụ thân cũng như của quyền thất tổ lịch đại gia tiên chúng con. Vào giờ này đàn tiền đã trang nghiêm như pháp, chúng con đề đầu bái thỉnh chư tôn đức từ vi quan hỷ hứa cả Quan Lâm Phật viện tán pháp hay kinh vào đá. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Cùng thần chư công đức là được cùng sư. Như tập tập tay hiền hòa đạo tràng chú tình đức tăng già Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Cần Thơ thành phố Thế Lai huyện Thế Thạnh xa cư. Cung tự gia sư trụ buồn vật tổ hương tia cung vốn kinh kỳ siêu báo hiếu phổ thân sự kim trái trụ. Phạm thị bé ba, phạm thị bé tư, phạm thị bé năm hiệp cùng chữ thiện nam tín nữ tử tôn cung tiên kỳ siêu hương linh cổ. Phạm Văn Thanh thọ tám quy chơi pháp danh đăng minh nguyên sanh kỳ thị liên ứng thường thọ bác thập thác thế dạng ư ất mùi niên tư hòa thập cổ nhật kiết thời mãn chung nguyện hưởng lĩnh lái lâm bậc thiện tinh pháp chân kinh tốc xá mê độ siêu sanh tịnh độ cập kiên khai đạo tràng chẳng thê ti bồ qua hội kỳ siêu chư vì hưởng lĩnh phạm ánh mắt ngài chính đang mấy năm sau chín sáu mươi mốt tuổi nguyện thị biến mất ngày một tháng hai năm ất mùi tám mươi chín tuổi phan thị hiền mất ngày ba tháng hai năm hai ngàn lẻ hai chín ba tuổi phạm văn mất ngày mười tháng sáu năm ba chín năm mươi mốt dương hai mươi tuổi phạm văn. Mất ngày 18 tháng 2 năm 2006, 71 tuổi Phạm Văn Thường. Mất ngày 4 tháng 11 năm 1992, Hưởng Dương 41 tuổi Quỳnh Phát Đạt. Mất ngày 30 tháng 5 năm 2006, mất ngày 4 tháng 5 năm Đinh Tý Hưởng thọ 68 tuổi Quỳnh Văn A Hai Tử Quá Bê. Mất ngày 2 tháng 8 năm 1992, Hưởng thọ 74 tuổi Trần Thủy Thực. Phan Anh A Trung vào ngày 15 tháng 9 năm Giáp Ngọ thọ 30 hướng 39 tuổi Phạm Thị Lấy Diễn. Mất ngày 14 tháng 10 năm 1997 hướng 47 tuổi hiệp cùng chư vị tiên linh có tên không vị có vị không tên cùng chiến sĩ trận quân đồng bào tử nạn gặp lỗi nhất thiết tận chư vị hướng hồn lại năm Phật tiền cũng phát nghe kinh tốc xá mê độ siêu sanh tịnh độ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tác đại chứng minh tế thư ất mùi niên lục mạc sơ bát nhật kiết thời đệ tử cần tâu ngường bạch tổ sư đức tự bi thiên niên trường thọ cha hòa hằng cung phật thành tâm chay chủ lễ tiên tri hộ hữu giống hồn chư tội diệt thiên hạ hòa bình chay chủ thời nhật quán nguyệt lai vô chưa ngại tây vương sự phật khá quý ý đương quyền lợi bí quan âm lực hộ thiên long. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát. Ma ta phổ lệ tổ sư ta ma ba. Nam mô U Minh Giáo Chủ Đại Nguyện Địa Tạng Vương
Bồ Tát Thập Điện Minh Vương, Bồ Tát Chư Vị Thánh Hiền Tạ Mạng Thần Quán. Hộ Mạng Thần Quán Đương Cảnh Thổ Địa Linh Quán Phước Đức Đánh Thần Thác Đại Chứng. Thử nhất biện hương vi sắc vi công thị chân thị giả linh linh bất mội liệu liệu thường minh siêu hồ nhật nguyệt quang minh hàm đẳng thái ư chi lượng tiên cung đích ca điều ngữ tư cung vô lượng thanh điền lạc văn diệt chúng tư rồi đổ vì nam diêm phù đề nam tìm bộ cho Việt Nam quốc Cần Thơ thành phố Thế Lai huyện Thế Thành xa cư cung tổ gia sứ trụ bụng Phật tổ hương thiết cung cung kinh kỳ siêu chung thất chi trai từng sự kim trái chỗ phạm thị bé ba phạm thị bé tư phạm thị bé năm hiệp cùng chữ thiện nam tử nữ tư tôn cung kiên kỳ siêu linh cụ ông Phạm A Văn A Thanh Thọ Tam Quy Giới Pháp Danh Đăng Minh Mất Ngày 19 Tháng Thứ Năm Mất Mùi Hương Thọ 87 Tuổi Nguyện Hướng Linh Lai Lâm Phật Tiền Định Pháp Nghe Kinh Tốc Xả Mê Đồ Siêu Sanh Tịnh Độ Cập Kiết Khai Đạo Tràng Trận Thế Đi Vô Giá Hội Kỳ Siêu Ninh Tường Chiến sĩ chẳng giống đồng bào tự nạn gặp khỏi nhất thiết đắng chứ cô hồn giống hồn lại lâm đàn tiền Thỉnh pháp âm đồng ngộ chân thường đồng vạn Tây Vương đồng siêu tịnh độ danh hương liệu nhiều ai này thường vẫn cảm động chư tiên đồng thị chứng giám nam mô cúng dường bồ tát nam mô dân cái bồ tát nam mô chứng minh sư bồ tát ma vì vi quan chứng động xương con thiên tượng nhân gian như đặng lân tướng hảo trạng nghiệm công đức độ ngã kim đệ tử đảnh lễ phó phương thân như tâm đảnh lễ nam mô tạng ngư không biên pháp giới vì trần sát độ chúng thập phương chư phật đà gia lượng túc Như tâm thành lễ nam mô tận công viên tam giới vì trần sát độ chúng thập phương tôn pháp như đạt mã gia tạng ly dục tôn Như tâm thành lễ nam mô tận công viên tam giới vì trần sát độ chúng thập phương chư tăng già và chúng trung tôn Kim văn án ma hồng rị phóng ra ta
vấn trà ta, ăn ma hồng rị vấn trà ta. Sắc thù xích lai diền phương diên tứ tướng hiện trạng câu can ánh ngọc hàng phục ma quân cứu độ bông hồn cập cô hồn khải môn cấp cấp tá. Diệu giả mang ngộ giả mang nhật nhật thời thời khai pháp ổ thánh hiền tập chân quan ông tà ma ngoại đạo thần tương bát nhã môn còn diễn ly chư khổ tú khô hồn cặp bóng hồn miễn giả mang nhất ơi chúng cổ cung ứng thập phương chư tôn ba biển thánh thần quang giang trai đàn chứng minh công đức nam mô thiên đức vương bồ tát ma tát. Vì cõi chung cổ cung in hộ pháp long tiên nhất thiết hiện thật và làm chân thế chư vị thánh niệm quán giác đạo tràng chứng minh công đức nam mô địa lưng vương bồ tát ma tát. Tam khởi chung cổ cung in nô minh giáo trụ đại nguyện địa tạng vương bồ tát thập địa minh vương bồ tát đệ bất thiện bồ tát cùng ta mạng thần quan ngũ mạng thần quan lưng cảnh thổ địa linh quan vương đức thánh thần quan giang gia sư thiết lễ kỳ siêu bao nhiêu bộ thân chung tất chỉ trai từng hứa hương linh cổ ông phạm văn thanh hướng thọ 87 tuổi bất ngày 19 năm bất nguyện hướng định đây năm bằng thầy tinh thất nghe kinh tốc trả mê đồ siêu sanh tịnh độ cập kiến khai đạo tràng chẳng thế kỳ siêu thí cho gia hội chiến sĩ trận quân đồng bào tự nạn đồng tội tiếp tấn đồng lai lâm thuật tiền đồng thịnh pháp âm đồng nổ chân đường đồng vạn tây vương đồng siêu tình đồng nam mô hướng tăng già gia chúng
Thank you.
hợp nhĩ đại nguyện độ chúng mà sanh. Thank you.
Na Mô Đại Bi Quan Thế Âm Phật
Hãy subscribe cho
hai bên ngõ cũng đã dần cùng vui còn tình Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ôi ta
Không có gì giúp chúng ta xây dựng cái nhìn sâu rộng của chúng ta hơn sự phát triển tình thương cho người khác. Tình thương là một cảm giác của sự thông cảm.
nó bao hàm sự sẵn lòng đặt địa vị của mình vào địa vị của người, bỏ đi cái quan trọng nơi bạn và tưởng tượng khi ở vào hoàn cảnh khó khăn của người khác, bạn sẽ như thế nào và đồng thời cảm thấy thương người ấy hơn. Đó chính là sự nhìn nhận rằng những khó khăn, nỗi khổ và thất vọng của người khác mỗi chút đều thực giống như là của chính chúng ta, thường thường còn trầm trọng hơn nhiều. Nhìn nhận sự kiện này và cố gắng cống hiến cách giúp đỡ nào đó, tức là chúng ta mở cửa trái tim của chính mình và làm tăng cảm giác tri ân của chúng ta lên rất nhiều. Tình thương là cái gì bạn có thể phát huy bằng cách thực hành? Nó bao hàm hai điều là ý định và hành động. Ý định có nghĩa giản dị là bạn mở cửa con tim của mình để đón nhận người khác. Bạn nới rộng tầm quan trọng của sự vật hay của con người từ chính bạn đến người khác. Và hành động có nghĩa đơn giản là cái bạn làm gì liên quan đến ý định ấy. Bạn có thể biếu một ít tiền hay thời giờ hay cả hai thứ một cách đều đặn cho một lý do chính đáng gần gũi với tấm lòng của bạn. Hoặc có lẽ bạn sẽ nở nụ cười xinh đẹp và mở lời xin chào thân mật với một người bạn gặp lúc đi đường. Cái điều bạn làm không quan trọng lắm, chỉ cái hành động của bạn mới là quan trọng. Chúng ta không thể làm những việc vĩ đại trên quả đất này. Chúng ta chỉ có thể làm những việc nhỏ với tình thương vĩ đại. Tình thương phát huy cảm giác tri ân của bạn bằng cách vứt bỏ sự chú ý đến tất cả những chuyện nhỏ mà phần đông chúng ta đã học để xem chúng ta là quá quan trọng. Và khi bạn thường xuyên để thì giờ suy gẫm về sự nhiệm màu của cuộc đời, sự nhiệm màu ở đây là bạn có đầy đủ khả năng đọc sách này, thì món quà thị giác, tình thương và cả những món quà còn lại, nó có thể giúp nhắc nhở bạn rằng nhiều chuyện bạn nghĩ tới như chuyện lớn thì thực sự chỉ là chuyện nhỏ mà bạn đang biến thành chuyện lớn. Xin hãy lắng nghe nhau để trái tim mình đập cùng một nhịp. Xin hãy nắm chặt tay nhau để cho mình được gần nhau mãi. Hãy sống hết lòng vì nhau để ngày mai mình không hối tiếc. Xin hãy đến với nhau bằng con tim nồng thắm, xin trao tặng cho nhau bằng cả một nụ cười. Xin hãy lắng nghe nhau cho tim mình thấu hiểu, cho vơi bớt khổ sầu, cho đời được bình yên. Hãy yêu thương nhau cho lòng luôn mở đồng, cho đôi bàn tay ôm lấy cả cuộc đời. Nhìn đời bằng cả tình thương, tha thứ thông cảm cho mọi lỗi lầm. Rồi kể từ đây cho đến ngàn đời, nguồn nước ngọt trong vẫn khơi dòng tuôn chảy. Mọi hận thù cho vơi mất khổ đau, niềm an vui hạnh phúc đến muôn loài, cho hòa bình an lạc mãi ngàn sao. Đem an vui hạnh phúc đến muôn loài, cho hòa bình an lạc mãi ngàn sao. Đem an vui hạnh phúc đến muôn loài, cho hòa bình an lạc mãi ngàn sao. Yeah.
mình thống giới. Chiến sĩ trận giông đồng bào tử nạn lộ đồ tán mạng thủy nạn vô trầm
có tên không gì có thị không tên lai đáo đàn tiền thính pháp văn tâm tốc xã mê đồ siêu sanh tịnh độ cảnh thú kim hoạt thị nhật thạnh thùng tiết thuộc hạ thiên do thị vượng lục hòa tăng tụ du gia chủ tu thiết đạo tràng nhất nhật dạ chẳng tới cô hồng thông tư nhi tán phúng tụng bối diệp đi quyền văn dễ cầu hốt quả cũng vì đang chủ khổ bái thường sơ thường lại dần sơ những chúng tôn tư mật thì chiêu giảm tái thành niệm thật và phương ban cây cái phật từ trong đồ phát ba phát ba phát ba la mật sắc tài khổ lư chiêu đó thầy thượng lai quá tài của đức của mạng lên lên thể thủ hòa nam tam tôn thế chúng Hãy subscribe
sự tăng chốn đến tạm cái diện tao ấy bỏ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.